Yếu tố thứ tư là lỗi của tư duy người chiến thắng. Vậy thì sức mạnh của sự mong đợi đó là: bạn đã bao giờ nghe chuyện một nhóm người đã từng quyết định thành lập hội những kẻ đi qua ở London chưa? Đó là một ý tưởng theo xu hướng mới và đã nhận được sự ủng hộ của tất cả những người đi qua trong vùng. Họ đã chọn chủ nhân tuần tiếp theo để thành lập hội. Nhưng tới ngày đó, không ai đã động gì tới buổi lễ cả. Dường như họ đều cảm thấy nó thực sự không thể hoạt động được. Khi những cảm xúc tiêu cực xuất hiện, nó thường kéo theo hành động đi qua. Và mọi người thường như không thừa nhận sức mạnh của sự lạc quan, sức mạnh của sự hy vọng rõ ràng. Nếu bạn có những mong đợi rõ ràng, bạn sẽ đạt được những kết quả rõ ràng. Câu chuyện sau đó có thể cho chúng ta bài học về sức mạnh đó. Trong một cuộc khảo cứu ở một trường đại học tại Texas, Mỹ, vì hiệu trưởng đã đưa ra một kế hoạch tuyệt vời nhằm đem lại kết quả chưa từng thấy cho trường học của mình. 30 học sinh giỏi khối lớp 7 đã được lựa chọn kỹ và đưa vào lớp một lớp học dưới sự chủ nhiệm của ba thầy cô giỏi nhất trường. Các em được đào tạo để có thể đạt được thành tích cao nhất trong kỳ thi trong liên bang và mang lại niềm tự hào cho nhà trường. Các thầy cô làm việc rất nghiêm túc. Họ rất vui vì được đánh giá là những giáo viên giỏi nhất trường. Họ làm việc chăm chỉ hơn để giúp cho các em học sinh xuất sắc. Những kế hoạch tiếp nối nhau được phân chia lớp học được kéo dài tới cuối tuần và các thầy cô giáo tận tình giúp đỡ từng học sinh của mình để sẵn sàng cho kỳ thi. Bọn trẻ rất hào hứng với học tập, chúng ta còn vui vẻ đồng ý không tham gia được bóng chày để ưu tiên cho lớp học toán. Cha mẹ chúng rất vui khi con của mình được chọn vào lớp học đặc biệt. Kỳ nghỉ của gia đình tất nhiên sẽ không được hoãn lại để cho bọn trẻ không phải nghỉ ngày nào ở nhà trường. Cha mẹ dành sự quan tâm nhiều hơn cho bài vở của con. Cuối năm học, khi kết quả được công bố, tất cả 30 học sinh đã thi rất tốt và trường đã lọt vào những trường trung học có thành tích tốt nhất liên bang. Vị hiệu trưởng vô cùng hài lòng, mời ba giáo viên tới và chúc mừng thành tích của họ. Các giáo viên được khiêm tốn cho rằng thành công là do tài năng và sự chuyên cần của bọn trẻ. Sự thành công của học trò là niềm vui lớn nhất đối với tôi, họ nói. Sau đó vị hiệu trưởng này mới tiết lộ bí mật: những học trò đó không hề được lựa chọn. Chúng tôi không phải là những, chúng không phải là học sinh sáng dạ nhất, cũng không có bất cứ sự ưu đãi nào cả. 30 học sinh được lấy ngẫu nhiên trong 3 vùng miền khác nhau và được chọn bởi 3 thầy cô giáo khác nhau. Các thầy cô rất ngạc nhiên, nhưng sau đó họ nhận ra rằng xét tới cùng họ là 3 giáo viên rất tốt, tốt nhất. Họ đã làm được một điều kỳ diệu. Nhưng không hẳn vậy, vị hiệu trưởng tiếp tục tiết lộ: tôi đã viết tên tất cả các giáo viên và bỏ vào chiếc mũ, sau đó bốc ra 3 người và các thầy cô là 3 người đó. Vậy điều gì xảy ra với 30 học sinh với học lực trung bình mà 3 giáo viên lựa chọn ngẫu nhiên? Làm thế nào để trường học nó có thể đạt được kết quả xuất sắc như vậy? Câu trả lời là: sức mạnh của sự mong đợi rõ ràng. Những giáo viên làm việc chăm chỉ hơn vì họ cảm thấy mình có vị trí đặc biệt và nhiều sự kỳ vọng đặt vào họ. Họ dành thời gian hơn, nhiều thời gian hơn. Họ trung bày bị chú đáo hơn, làm nhiều kế hoạch hơn. Họ nhìn thấy được dấu hiệu của thiên tài nơi học sinh của mình và làm việc hết mình để chúng tỏa sáng. Và học sinh sung sướng vì mình là người được lựa chọn, không phải khó khăn, nỗ lực hết mình để phát huy hết khả năng của bản thân. Bên cạnh đó, không thể không nhắc tới sự giúp đỡ từ môi trường xung quanh như gia đình, như nhà trường. Đây là một thông điệp cho tất cả chúng ta, những bậc phụ huynh, những người đầu trưởng và tất cả mọi người.
Hãy kỳ vọng nhiều hơn. Hãy kỳ vọng những thành quả tốt hơn từ đội của bạn, gia đình của bạn và thế giới của bạn. Và bạn sẽ nhận thấy sự sẵn sàng của họ. Những người sẽ hiện thực hóa được trong thời đó. Tuy nhiên, đừng dự kiến những thành công và những trong đời của bạn. Hãy cho tất cả mọi người cùng biết. Đừng để nỗi sợ thất bại, nỗi sợ hãi mang tên sẽ như thế nào ngăn cản bước tiến của bạn. Những kỳ vọng có sức mạnh tạo ra được kết quả thực sự. Nó có cơ bản rằng nó hậu động, nó bất cập, luôn làm cơ đồ và đón xem điều gì sẽ xảy ra. Cô bé sẽ làm đúng như những điều bạn nói. Mỗi khi vọng làm đủ cái gì đó, nó sẽ tự nhủ lại là mình. Hay không thể chịu nổi. Và sau đó, con chắc chắn sẽ biện minh rằng bố mẹ mình luôn nói rằng mình là kẻ hậu động. Họ sẽ được thấy mình như vậy nhanh thôi. Nhưng nếu như bạn nói với con bạn thực sự là thông minh, sinh ra để làm tốt mọi việc, con bạn sẽ cố gắng rất nhiều để giải quyết những bài đại số rất đôi. Mình sẽ làm được. Chẳng phải cô mình luôn nói mình là một đứa trẻ thông minh hay sao? Chỉ cần chăm chỉ hơn mà thôi. Và càng chăm chỉ hơn tập, cô bé càng thông minh hơn. Trong công việc của mình, sức mạnh của chúng mong đợi là đó là mang lại những điều tốt đẹp. Hãy bày tỏ mong muốn đội của bạn sẽ làm tốt, hy vọng những điều tốt đẹp và nhìn chúng thành hiện thực. Hoặc nếu không muốn, bạn có quyền tự do trông chờ vào thất bại giống như người đã làm. Và giống như họ, bạn có thể luôn nói rằng mình đã nói rồi mà. Nghĩ đến chiến thắng, nhận được chiến thắng, nghĩ đến thất bại, bạn sẽ nhận được thất bại. Ai cùng bánh của tôi chưa xảy ra vào một ngày nọ tại sân bay hay tại Chicago, Mỹ. Trong một phòng chờ, một cô gái đang ngồi chờ đợi thông báo về chuyến bay của cô bị trễ. Đó là tối thứ sáu, cô đang mong nhanh chóng được về nhà và ăn tối cùng bạn trai. Có chút nôn nóng, cô gái đi ra cửa hàng tạp hóa và mua cho mình một gói bánh ngon nhân hạt mà cô rất thích. Phát hiện ra một tổ ngồi có màn khá thân thiện, cô nhanh chóng ngồi xuống và mở laptop ra làm việc. Hy vọng sẽ hoàn thành bài báo cáo đang dang dở. Cô cắn một miếng bánh, rồi một miếng nữa. Chiếc bánh sẽ nhanh chóng được ăn hết. Khi cô với chiếc bánh thứ hai, cô ngạc nhiên vì nhìn thấy một chàng trai ngồi bên cạnh của mình cũng đang ăn một chiếc mà không nói một câu là xin vui lòng tôi có thể. Một kẻ kỳ vọng, cô thầm nghĩ và cắn miếng bánh khác. Cô cố gắng tập trung vào công việc nhưng lại nhanh chóng được phân tâm. Khi nhìn thấy bàn tay bên cạnh lại là nó một chiếc bánh khác. Anh ta là người báo vô tư, một tên lưu manh, một kẻ ăn thọc. Hàng trăm câu hỏi xuất hiện lên đầu cô gái, thúc giục cô kéo cái bánh ra xa và tục lộ một chút thái độ khó chịu của anh ta. Cô cố gắng mình làm như vậy nhưng chỉ được một lát, cô ném cho anh ta một cú lườm có cả sự khinh bỉ, tức giận và phẫn nộ. Chàng trai chỉ mỉm cười, mọi thứ tiếp tục như vậy. Cô cầm lấy một chiếc bánh, chàng trai cầm lấy tiếp như nhau cho tới khi chỉ còn chiếc bánh cuối cùng thôi. Trong khi cô nhìn chiếc bánh thì anh ta nhanh chóng chụp lấy nó, bẻ ra làm hai, đưa cho cô một nửa. Cô cầm lấy nửa chiếc bánh và định đứng dậy. Cô leo lên xuống trước khi nghe thông báo rằng chuyến bay của cô đã sẵn sàng để khởi hành. Cô đứng lên, chụp lấy túi sách và đi theo điện chỉ dẫn cửa lên máy bay. Cô còn tức giận, rất tức giận ở mặt khác. Để anh chụp cái bánh vừa vào bánh của cô bước lên máy bay, tìm đến chỗ ngồi của mình gần cửa sổ để xóa bỏ suy nghĩ về kẻ đáng ghét đó. Cô đã quyết định đọc một cuốn sách, đắm mình vào một thế giới màu hồng tốt hơn về thực tại sâu xa. Và cô lục tìm chi tiết trong túi sách. Hãy đón xem là cô đã tìm thấy gì nào. Cô đã chạm phải gói bánh hạt nhân nho. Cô không, cô thở dài. Hai tiếng đó bật ra khỏi miệng cô khi cô đang cúi xuống chiếc ghế. Và khi cô nhận ra điều gì thực sự đã xảy ra, cô cảm thấy xấu hổ khủng khiếp. Cô đã ăn cái gói bánh được chàng trai khác, cơ sự khiếm nhã với người đó. Thì
không thiết cô đã nghĩ rằng anh ta sống tồi tệ. Và người đàn ông đó không quý ngài đó đã mỉm cười với tất cả mọi chuyện, ngay cả một người lạ ăn bánh của anh ta. Cô bật dậy theo bản năng để nhìn xem anh chàng nọ có bay cùng chuyến bay của cô không, để ít nhất có thể nói lời xin lỗi hay cảm ơn anh ta vì có bánh. Nhưng chẳng thấy bóng anh ta đâu. Mà có thể nghĩ đây là một kiếm phim, một sự trường hợp ngẫu nhiên của một con người xa lạ ở một vùng đất xa xôi nào đó. Không hề. Chuyện đã xảy ra một buổi tối tại Chicago giữa một chàng trai và một cô gái. Và một quán bánh có thể xảy ra giữa tôi và bạn, tất cả chúng ta, ở mọi lúc, mọi nơi và quán bánh, hoặc là điều gì khác. Chúng ta đã trải qua cảm giác người khác đang lợi dụng ta, tài năng của ta, lấy trộm quán bánh của ta. Chúng ta hiếm khi dừng lại để nghĩ ta đã dựa vào người khác, dựa vào sự giúp đỡ của họ, quán bánh của họ như thế nào. Không chỉ vậy, thường thì gói bánh của chúng ta nghĩ nó là của mình, thì thực tế lại là của người khác. Chúng ta lo lắng, chúng ta hoảng sợ khi nhìn thấy người khác cũng có được thành tựu mà chúng ta nghĩ là của mình. Và chúng ta hạnh phúc trong vinh quang khi đạt được những thứ mà rõ ràng là kết quả của nhiều sự giúp đỡ khác nhau. Điều đó chẳng phải là vấn đề to tát. Những người cùng chung vốn và đầu tư mạo hiểm chính là nhân chứng của nhiều khoảnh khắc ăn trộm bánh. Mỗi bên đều cảm thấy đối tác đang khó vào chiếc bánh của mình. Tuy nhiên, thành công nằm sâu trong suy nghĩ, giống như chàng trai tại sân bay hiểu kia chia sẻ chiếc bánh để nở nụ cười. Bạn tôi bà ta này khá bán chú bằng một hình ảnh khá thú vị, là một bác sĩ thực tập. Neil Gott đã chọn cho đủ niềm đam mê và thần tượng và về thần thoại Ấn Độ. Anh đã vẽ một đường song song giữa thần thoại và nơi công sở hiện đại để rút ra một bài học cho chúng ta. Anh ấy nói thế giới này những con chó và những con bò. Con chó nhiều hơn, con bò ít hơn. Con bò là kẻ cho, chúng cho đi sữa, không chỉ cho những con bê của chúng mà còn cho những kẻ lạ, cho những con người. Chúng chia sẻ niềm hạnh phúc cho tất cả mọi người, không chỉ của riêng mình. Chó là kẻ nhận ở bất cứ nơi đâu. Vậy thì ở bất cứ nơi đâu, chúng cũng đòi hỏi quyền lợi riêng. Tiếng này gần chúng là chúng sủa, chúng đe dọa, chúng chiến đấu vì một cuộc xưa. Chúng tranh nhau để đòi những chỗ không phải là của chúng. Chúng muốn những chiếc bánh của cả những con khác. Nếu hết nói tất cả các tổ chức và hơn thế nữa là cả thế giới cần có một con bò nhiều hơn những con chó. Hãy tự hỏi bản thân mình xem bạn là gì. Hãy quay lại những chiếc bánh. Lần sau bạn thấy ai đó đang ăn chiếc bánh của mình, hãy mỉm cười. Sẽ có lần khi bạn giống như chàng trai trai nọ và bạn sẽ thấy người khác đang ăn cái bánh của bạn. Đừng bận tâm, giống như những con bò, cho đi và mỉm cười. Tất nhiên là sẽ có lúc bạn sẽ giống cô gái trẻ kia ăn chiếc bánh của người khác, nhưng lầm tưởng rằng họ đang ăn chiếc bánh của bạn. Đừng cào nhau, đừng bất lịch sự, hãy mỉm cười. Rõ ràng sống và luôn mỉm cười là một ý tưởng tốt. Hãy nhớ luôn có một gói bánh khác đang chờ bạn ở đâu đó. Trong cuộc sống, chúng ta đều trải qua cảm giác người khác đang lợi dụng con người mình, tài năng của chúng ta và còn lấy đi cả bánh của chúng ta nữa. Nhưng chúng ta hiếm khi nào dừng lại để suy nghĩ rằng ta phải chia vào người khác, dựa vào sự giúp đỡ của họ và ăn những cái bánh của họ như thế nào. Đôi khi gói bánh của chúng ta mà chúng ta nghĩ là của mình thì thực tế lại là của người khác. Chúng ta có biết thay đổi cách nghĩ. Ví dụ một trường hợp sau, chiếc áo sơ mi cỡ 15. Đấy, khi mà thay đổi chiến lược thì đó là những việc khó khăn nhất một nhà lãnh đạo mới phải đối mặt. Sự xuất hiện một nhà lãnh đạo mới trong tổ chức
cùng đi cùng với một loạt các thay đổi. Một vài trong số đó được mong đợi, nhưng phần lớn thì phản đối. Thường bất kỳ vị lãnh đạo mới nào cũng sẽ nói với bạn, thay đổi thói quen là khó, và hãy thay đổi suy nghĩ, thậm chí còn khó hơn nữa. Khó khăn đầu tiên đó là hội chứng những người ngoài cuộc. Đề nghị của bạn bị coi nhẹ vì anh ta hiểu biết cái gì. Chúng tôi đã làm như vậy nhiều năm nay, anh mới chỉ là kẻ cơ học. Sau đó là những chuyện tương tự như, nhưng nó đúng hơn như vậy đấy. Họ tin rằng những gì đã đúng trong quá khứ thì không có lý do gì nó không đúng trong hiện tại và trong tương lai cũng như thế. Và điều tồi tệ nhất là khi cố gắng chống lại sự thay đổi, chúng ta có xu hướng nhầm lẫn mối quan hệ nguyên nhân và kết quả. Tôi đã nói câu chuyện về một người đàn ông phản đối kinh nghiệm được tắm mỗi ngày. Tôi chẳng hiểu làm thế nào mà mọi người có thể tắm hàng ngày như thế. Anh ta bình luận, tôi tắm một vòi sen một lần trong vòng một tháng mà cảm thấy ngứa ngáy. Kết cục, chúng ta luôn giữ trong mình những niềm tin cho bản thân và kiên quyết từ bỏ nó. Và chúng ta tìm mối liên hệ mơ hồ để bảo chữa cho suy nghĩ của mình. Chúng ta quên mất một vẻ tự nhiên. Nếu bạn làm những việc bạn không làm, bạn sẽ chỉ nhận được những cái mà bạn đã có. Có một câu chuyện khác kể về người đàn ông đau cam phiền, mình bị đau cổ, đau mùi đầu nghiêm trọng và thường xuyên bị chóng mặt. Ông ta trao đổi với bác sĩ. Bác sĩ nhìn ông ta một cách đầy cảm thông và thông báo tin vui cùng khủng khiếp. Ông ta chỉ sống được 6 tháng nữa, người đàn ông ra về với nỗi tuyệt vọng. Nhưng sau đó ông ta quyết định, điều ngừng là cái gì? Nếu chỉ sống được 6 tháng, mình phải sống tốt hơn. Và ông ta làm tất cả những gì mình đã luôn muốn làm. Đầu tiên ông ta quyết định sẽ may cho mình chiếc áo sơ mi. Ông mua vài mảnh vải có màu sắc khá trang nhã và đến chỗ người thợ may giỏi nhất vùng. Người thợ bắt đầu đo số đo của người đàn ông và người thợ may nói với người thợ phụ, cỡ 16. Không, ông chủ chốt, cỡ của tôi là 15. Vậy sao? Người thợ may hỏi, để tôi kiểm tra lại. Ông mặc cỡ 16, không có nghi ngờ gì cả. Cỡ của tôi là 15. Tôi luôn dùng cỡ đó và tôi muốn cỡ 15. Người đàn ông nói, xem mà một chút tức giận. Vậy được, tôi sẽ may cỡ 15, người thợ may nói. Nhưng tôi sẽ dặn trước rằng nếu ông mặc cỡ 15 thì ông sẽ mất chứng đau cổ, đau nửa đầu trầm trọng và thường xuyên bị chóng mặt. Nghĩ về điều này, tất cả chúng ta có lúc sẽ giống người đàn ông đó. Chúng ta sẽ có riêng cho mình một cảm giác về cỡ 15. Chúng ta từ chối việc thay đổi nhịp tim đó. Chúng ta không chấp nhận sự thay đổi, quan niệm, nhận thức sai lầm để giữ chúng ta lại. Và người thú vị trong vai trò của người thợ may, chúng ta nhanh chóng phát hiện ra rằng vấn đề là cỡ của áo người khác. Nhưng sự việc xảy ra đối với chính chúng ta sẽ không thể nhận ra được vấn đề cỡ áo của mình. Và chúng ta chịu được nó nếu lần sau bạn cảm thấy mọi thứ không đi theo cách mà bạn mong muốn. Hãy thách thức suy nghĩ khô cực của bạn. Hãy thay đổi tư duy và thay đổi cỡ áo của bạn. Nếu chỉ làm những việc bạn thường làm thì bạn chỉ nhận được những cái mà bạn đã có. Bạn theo vào lần tính của riêng mình. Không biết bạn đã nghe câu chuyện một cặp người chồng trẻ kể tới căn hộ mới và buổi sáng cô gái nhìn qua cửa sổ của nhà ăn và thấy người hàng xóm đang phơi đồ lên dây, những bộ quần áo rất bẩn. Em không nghĩ rằng họ sẽ đi thích chặt đồ đâu, nhìn chúng quá bẩn. Cô nói với người chồng, có lẽ họ sẽ dùng một chạy không tốt. Người chồng đáp lại một cách lơ đãng, mắt vẫn không rời khỏi tờ báo. Vài ngày sau, chuyện đó lại xảy ra. Những bộ quần áo được giặt nhưng trông chúng quá bẩn. Lại một lần nữa, cô buông lời chê bai người hàng xóm. Sau đó vào buổi sáng chủ nhật, cô gái vô cùng ngạc nhiên, nhìn qua cửa sổ và thấy quần áo của người hàng xóm đang phơi trong rất sạch. Cô kêu lên, cũng không còn đã biết làm thế nào cho đúng rồi. Có lẽ đó là cách họ dạy à. Ai đó lại dạy cho thắt chặt quần áo như thế nào? Em yêu, đúng rồi, người chồng nói. Sáng nay anh đã lên sớm và lau sạch cửa sổ nhà mình đấy. Thật xấu hổ. Và điều xảy ra đối với cặp vợ chồng kia cũng là điều xảy ra với tất cả chúng ta. Chúng ta nhìn sự vật không theo cách đúng tồn tại.
mà theo cách hiểu của chúng ta, cửa sổ của chúng ta, nhân kinh của chúng ta ảnh hưởng đáng kể tới cách chúng ta nhìn thế giới. Nếu chúng ta soi xét những lỗi lầm, ta sẽ tìm thấy chúng cũng dễ dàng như việc chúng ta sẽ nhận ra điều tốt đẹp khi chúng ta kiếm chúng. Điều này giúp chúng ta không có kết luận vô vàng và chê trách người khác. Đó có thể không phải là lỗi của họ. Cửa sổ của chúng ta có lẽ đã đủ đủ cho họ. Điều này xảy ra đối với bất kỳ ai, kể cả trong cuộc sống của bạn. Nếu bạn đang sống trong sự sợ hãi thất bại, trong suốt cuộc đời mình, bạn sẽ xây cho mình chiếc cửa sổ kính đầy những ám ảnh về nỗi lo trong mọi cơ hội. Điều đầu tiên bạn nhìn thấy là sự nguy hiểm, khó khăn, khả năng thất bại, trong khi người khác lại nhìn vào hình ảnh đó là chiếc cửa sổ có đầy sự lạc quan và nhìn thấy cơ hội ngàn vàng. Một người đàn ông kéo một cây xăng ở bên đường. Ông ta hỏi nhân viên bán xăng những người dân trong thị trấn trước như thế nào. Nhân viên trả lời: người ở thị trấn của ông tính tình tốt không? Khá cầu. Người đàn ông khá cầu, mất lịch sự và lạnh lùng và không thân thiện chút nào. Nhân viên nói: tôi rất tiếc, nhưng ông sẽ thấy những con người ở thị trấn phía trước cũng như vậy. Không lâu sau đó, một chiếc xe khác cũng từ tới thủ đô ghé vào tay xăng. Người lái xe hỏi nhân viên: người dân ở thị trấn phía trước như thế nào? Anh này đáp: người dân ở thị trấn của anh tính tình tốt không? Người lái xe đáp: tuyệt vời, họ đáp và tốt bụng và thân thiện. Người dân viên cũng nói: vậy sao? Tôi rất vui khi nói với anh rằng những con người ở phía trước, tức là thị trấn ở phía trước của anh ấy cũng như vậy. Cuộc sống luôn là như vậy, không phải ở họ mà là ở chúng ta, không phải ở thế giới mà là ở chiếc cửa sổ của bạn. Để bạn bắt đầu nhìn ra những cơ hội, thế giới xung quanh bạn không cần phải thay đổi, chỉ cần qua lăng kính và qua đó nhìn ra thế giới cần đặt đúng vị trí hoặc là được làm sẵn. Rất có thể qua lăng kính đó sẽ được hình thành nên qua được lừa gạt của chúng ta. Chúng ta nhanh chóng hình thành đánh giá về người khác dựa trên sự phán đoán hồi hộp, dựa trên cách nhìn của cửa sổ của riêng mình. Lần sau nếu bạn nhìn ra được điểm xấu của ai đó, hãy dừng lại trước khi chỉ trích họ. Có lẽ đó là lúc bạn lau sạch cái lăng kính của bạn mà thôi. Chúng ta nhìn sự vật không theo cách của chúng tồn tại mà theo cách của chúng ta nghĩ. Kết thúc cái phần thứ tư, lỗi của tư duy của người chiến thắng này.